nhà, hôm nay mình mua luôn về kho xả hết nha cả nhà. Giờ mình đi làm cái nhà mình bỏ cho để cho vô nha cả nhà. Mình vuột cho nó hết nhất nha cả nhà. Giờ mình vuột nè. Lương làm sạch rồi nha cả nhà. Giờ nó ướp bột ngọt nha cả nhà. Hành, đường, nước mắm. Rồi mình trộn lên. Mình trộn lên mình để đây đi rồi mình đi phi tỏi nha cả nhà. Tỏi xả. Bắt bếp ga lên nha cả nhà. Rồi chảo nóng rồi để dầu vô nha cả nhà. Dầu nhiều cho nó béo. Rồi chảo nóng rồi đó, giờ mình thử tỏi xả nha cả nhà, để vô nha. Để miếng này còn như đây, hồi nó mình để sao cho nó thơm. Rồi tỏi vàng rồi mình để vô nha cả nhà. Chế mà dần chế vô cái nhà ấy.
thêm nha cả nhà. Đậu chín này là mình ngắt xuống. Cái chế này. Trang nha cả nhà.